Đây, hôm nay tôi cùng Vân giới thiệu với các bạn này là cái sáp nến. Cái này dùng để làm những cái loại thiệp niêm phong các bạn nhé. Đấy, các bạn nào đã nghiên cứu hoặc các bạn đã chơi thì các bạn nhìn cái các bạn nhận ra ngay đúng không? Thì đây là loại màu hồng đỏ rất là đậm. Đấy, nó không phải là màu đỏ, không hẳn là màu đỏ các bạn nhé. Thì cái loại sáp nến này thì nó cũng đang rất là phát triển trong 2 năm trở lại đây bạn chơi. Như cái loại này nó có hình lục giác. Đó, mỗi một cái túi zip này thì tương đương là 100 hạt. Đấy. Mình đang đóng hơn 1.000 hạt gửi đến khách hàng của mình trong Sài Gòn. Thì nhà mình có kinh doanh những sản phẩm liên quan đến sáp nến này. Đấy, các bạn nào muốn chơi những sản phẩm này có thể liên hệ đến các dấu Phong Vân để nhận giá tốt, giá sỉ lẻ làm sao mà tốt nhất thị trường hiện nay nhé các bạn nhé. Đấy, mình có tặng thêm cho cả bạn ý là thêm cái hạt màu đỏ này, tặng thêm các bạn.